Tổng thống Trump đã đích thân đến tận máy bay đón 3 người Mỹ được Triều Tiên trả về. Một khoảnh khắc truyền thông đắt giá đối với một vị tổng thống đang cố gắng nâng cao hình ảnh bản thân tại quê nhà. Giải cứu những người đàn ông tuyệt vời này là điều rất quan trọng đối với tất cả chúng ta. Đã từ lâu, Tổng thống Trump luôn phàn nàn rằng ông không được ghi công đầy đủ về những đóng góp của ông đã để kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ, và ông thường xuyên chỉ trích kênh báo chí bởi điều ông cho là giới truyền thông quá mải mê với cuộc điều tra Nga phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Chúng tôi tạo ra số công ăn việc làm vô tiền khoáng hậu, thế nhưng tất cả những gì chúng tôi được nghe là cuộc săn phù thủy Nga lừa đảo này. Đó là tất cả những gì họ nói. Vào đầu tháng 5, ông Trump tiếp tục giữ lời hứa tranh cử của mình khi ông rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, một bước đi hứng chịu nhiều chỉ trích từ phe Dân Chủ, giống như Thượng nghị sĩ Ben Cardin. Rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân sẽ khiến Mỹ bị cô lập. Tôi nghĩ nó chỉ giúp ích cho Iran mà thôi, đồng thời làm phương hại đến mục tiêu của chúng ta nhằm kiểm soát các hoạt động của Tehran. Trong vài tuần qua, tỷ lệ thăm dò ủng hộ ông Trump đã tăng nhẹ. Tuy nhiên, ông vẫn là một nhân vật gây chia rẽ. Nhà phân tích John Fortier cho biết. Tôi nghĩ rằng đối với cả hai đảng, quan điểm của cả những người thích và không thích ông Donald Trump ngày càng kiên quyết hơn. Và có một điều thú vị là tỷ lệ ủng hộ dành cho ông không thay đổi đáng kể trong vài tháng qua, cho dù có vẻ như rất nhiều chuyện đã xảy ra. Ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã dành rất nhiều thời giờ để thuyết phục cử tri trung thành của mình rằng ông đang giữ những lời hứa lúc tranh cử. Bạn càng cuồng đảng bao nhiêu thì bạn càng có khả năng trung thành ủng hộ ông Trump và càng có khả năng tin là phe Dân Chủ đang đe dọa nước Mỹ, và hệ quả là bạn sẽ làm mọi thứ để chống lại mối đe dọa đó. Tuy nhiên, ngay cả khi có được một vài thăng tiến nhỏ trong tỷ lệ ủng hộ, ông Trump vẫn là đối tượng nhận nhiều sự chống đối từ phía Dân Chủ. Tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Trump vẫn ở mức thấp kỷ lục đối với nhiệm kỳ đầu của Tổng thống. Và đó là chỉ dấu cho thấy những người ủng hộ Đảng Dân Chủ ở tầng lớp cơ sở đang tăng cao. Chúng ta có thể thấy số lượng người đi bầu cử cũng như những người ra tranh cử cho các vị trí công quyền cao kỷ lục. Ông Trump hy vọng có thể tập trung vào giải quyết các vấn đề kinh tế trong nước và vấn đề Triều Tiên, đồng thời tránh xa khỏi vụ điều tra can thiệp của Nga, cũng như những rắc rối pháp lý liên quan đến luật sư riêng của ông Michael Cohen và cuộc chiến pháp lý với ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, người mà ông bị cho là từng có quan hệ tình ái.